Đông đảo các thế hệ người Mỹ gốc Việt hội tụ về Hội Chợ Sách Việt Bookfest do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ hay VALA tổ chức tại Viện Bảo tàng Bowers hôm ngày 5 tháng 5 ở thành phố Santa Ana, Nam California. Đây là lần thứ ba Hội VALA tổ chức Hội Chợ Sách, quy tụ nhiều tác giả thuộc nhiều thế hệ người Việt hải ngoại, với nhiều tác phẩm đa dạng, phong phú, từ truyện tranh thiếu nhi đến các tiểu thuyết được giải văn chương của Mỹ, thơ và tự truyện. Thật là tuyệt vời khi thấy nhiều người ủng hộ sách, ủng hộ Viện Bảo tàng. Nói chung thì người Việt mà tôi biết khi lớn lên ở đây, họ không phải là những người ủng hộ nghệ thuật cho lắm. Và thật là tuyệt vời khi thấy sự ủng hộ này lớn dần và ngày càng đóng góp vào giới nghệ thuật. Tôi nghĩ những tiếng nói của một thế hệ người Việt đang bắt đầu lớn dần, rằng chúng ta có trải nghiệm sống ở Hoa Kỳ và chúng ta bắt đầu kể những câu chuyện của chúng ta bằng ngôn ngữ của chúng ta, thay vì kể những câu chuyện từ góc nhìn của những người phương Tây hoặc là đưa ai đó kể câu chuyện của người Việt Nam. Chúng ta đang kể câu chuyện của chúng ta. Lê Uyên là họa sĩ truyện tranh có hơn 25 năm kinh nghiệm và hơn 140 sách được xuất bản. Trong nhiều tác giả, nhà văn gốc Việt trẻ tuổi nổi tiếng trong thế giới văn chương ở Mỹ thường xuất hiện tại Việt Bookfest. Năm nay đặc biệt có sự góp mặt của tác giả và nhiều khán giả ở lứa tuổi thiếu nhi. Em 10 tuổi là đồng tác giả sách Chicken of the Sea với ba em từ khi em 5 tuổi. Ba em đăng lên trang Facebook. Một nhà xuất bản hỏi ba có thể cho xuất bản thành sách không? Ba đồng ý. Ba và em có làm việc với hai nghệ sĩ khác nữa để có những bản vẽ thật, rồi nó trở thành sách. Khách tham dự rất hào hứng với cơ hội gặp được nhà văn, nghệ sĩ yêu thích của mình. Tôi là một fan hâm mộ sách của nhà văn Nguyễn Thanh Việt. Tôi biết gần đây ông ấy có một chương trình truyền hình lớn trên đài HBO, cho nên chỉ cần thấy cộng đồng chúng ta đã đi được bao xa, trong khía cạnh đại diện trong giới nghệ thuật, thì thật là vô cùng hào hứng cho tôi. Tôi có cảm giác là lần đầu tiên tôi khám phá khả năng sáng tạo của chính tôi, giống như là đọc sách và tự sáng tạo nghệ thuật vậy đó. Nhưng họ cũng cho rằng hội chợ này nên mở rộng hơn nữa. Tôi nghĩ họ nên có nhiều gian hàng hơn, bao gồm luôn một cộng đồng, có thêm những nghệ sĩ thuộc thể loại nghệ thuật khác, từ không gian khác và kết nối tất cả lại với nhau để học hỏi về văn hóa và di sản của chúng ta. Tôi nghĩ nếu làm cái này cả cuối tuần luôn thì hay hơn, để chúng ta có thể giới thiệu nhiều nghệ sĩ và nhà văn hơn, làm nhiều buổi hội luận và cả cuối tuần luôn thì sẽ rất là vui. Việt Bookfest bắt đầu năm 2022 trong thời đại dịch Covid với chương trình đọc sách trực tuyến cho các em thiếu nhi. Năm nay, hội chợ Việt Bookfest kéo dài cả ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều với nhiều buổi hội luận sáng tác vấn đáp cùng tác giả, với hàng trăm khán thính giả, fan hâm mộ gốc Việt từ khắp nơi ở miền Nam California tề tựu về đây tham dự. Mở ra một sân chơi tinh thần mới, nhiều ý nghĩa cho người Việt hải ngoại đam mê văn học nghệ thuật, cũng như cho những ai muốn tìm hiểu về bản sắc, tiếng nói của người Việt tại Hoa Kỳ.